Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ NATO. Nga đánh sập hai cụm cứ điểm phòng thủ Ukraine, đường tiến tới Chasovka chỉ còn khoảng 500m. Kịch tính trận chiến giành giật bom kê giữa quân đội Nga và Ukraine. Nga có thể đã đưa UAV mẹ với khả năng mang UAV con ra chiến trường. Tổng thống Belarus thị sát tiểu đoàn xe tăng sát biên giới NATO. Xin kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trong một cuộc họp báo ngày 26 tháng 3, trả lời yêu cầu bình luận về tuyên bố của Ba Lan về vụ tên lửa Nga được cho là hướng về các nước liên minh, phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc, bà Sabrina Sai cho biết, Mỹ sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ NATO, bao gồm cả những nghĩa vụ liên quan tới các cuộc tấn công tên lửa của Nga, có thể đe dọa Ba Lan. Bà Sai nói, chính quyền Mỹ đã nói nhiều lần rằng, nếu một đồng minh của NATO bị tấn công, chúng tôi chắc chắn sẽ không muốn chứng kiến điều đó, nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ của NATO. Bà Sai cũng lưu ý rằng, ưu tiên của Mỹ trong bối cảnh này vẫn là cung cấp cho Ukraine những vũ khí cần thiết. Bà nói, ngay sau khi chúng tôi nhận được sự phê duyệt gói tài trợ bổ sung từ Quốc hội, chúng tôi sẽ tiếp tục trang bị cho Ukraine những thứ họ cần trên chiến trường. Bình luận của bà Sai được đưa ra sau khi tên lửa Nga được cho là đã xâm nhập không phận Ba Lan trong cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine ngày 24 tháng 3. Ngày 26 tháng 2, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Andrei Sejena cho biết, NATO đang phân tích nhiều khái niệm khác nhau để ứng phó các sự cố tương tự. Trong đó, có bắn hạ những quả tên lửa như vậy khi chúng bay rất gần biên giới NATO. Ông Sejena nói, trong trường hợp này, tên lửa của NATO sẽ bắn hạ quả đạn của Nga bên ngoài lãnh thổ của Liên minh. Tuy nhiên, điều này cần sự đồng ý của phía Ukraine và có tính đến những hệ quả quốc tế liên quan. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Ladislaw Kosiniak-Kami cho biết, nước này đã kích hoạt tất cả hệ thống phòng không trong vụ tên lửa Nga xâm nhập, sẵn sàng bắn hạ quả đạn nếu có dấu hiệu nó hướng tới mục tiêu trên lãnh thổ Ba Lan. Hôm 25 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan Pavel Gronsky cho biết, Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergei Andreev đã không tới cơ quan này để giải thích sự cố tên lửa xâm nhập. Phát ngôn viên Gronsky nói rằng, Ba Lan sẽ gửi công hàm yêu cầu Nga giải thích sự cố theo cách khác, song không nêu thêm chi tiết. Ba Lan sau đó thông báo Ngoại trưởng Radoslav Sikorsky đã thảo luận với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về sự cố. Một quan chức NATO cho biết, ông Stoltenberg nhắc lại rằng Liên minh đã tăng cường đáng kể trạng thái cảnh giác và tư thế ở sườn phía đông, trong đó có ở Ba Lan. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua đang có nhiều diễn biến mới căng thẳng. Theo kênh RV Voenkory đưa tin ngày 26 tháng 3, lực lượng đổ bộ đường không và quân khu phía nam của Nga đã xuyên thủng hàng phòng ngự Ukraine, áp sát Chasovka từ hai hướng. Lực lượng Moscow tiếp tục tiến lên từ Bakhmut, Antyomovs sau khi đánh bại một số đơn vị của Kiev kiểm soát các thành trì lớn và cũng là hai chốt chặn quan trọng gồm Ivanovsky và Bogdanovka, tiếp cận thành phố quan trọng Chasovka, sư đoàn dù số 98 Ivanovo đang tự tin tiến về phía trước. Như vậy, hai gọng kìm từ phía Bắc và phía Nam của Nga đã được hình thành. Các nhà phân tích quốc phòng Ukraine đã thừa nhận tình hình đáng buồn của lực lượng Kiev và công bố bản đồ về sự tiến bộ của phương Tây. Các nhà phân tích quốc phòng Ukraine cho biết, quân đội Nga đã đạt được thành công đáng kể trong việc tiến tới Chasovka. Họ đã giành được một số thành trì lớn, mũi xung kích tiên phong của Nga chỉ còn khoảng 500m nữa là tới ngoại vi thành phố. Truyền thông Ukraine viết, ở phía đông Chasovka, quân đội Nga tiến dọc theo tuyến đường sắt và một đoạn đường cao tốc 00506 trong khu vực rộng tới 1,85 km và sâu 1,15 km. Giao tranh vẫn tiếp tục ở ngoại ô, tại khu vực Ivanovsky và khu vực xung quanh, tình hình cũng không khá hơn. Một số binh sĩ Ukraine cũng đã mất tích. Kênh RIBA xác nhận, theo hướng Bakhmut, các báo cáo cho thấy Ukraine đang rút các đơn vị khỏi nhiều vị trí ở ngoại ô phía tây Bắc Bogdanovka. Kênh Suri Yapmap cho biết, trong 36 giờ qua, lực lượng Nga đã tiến vào các khu vực mới bên trong Bogdanovka và đến trung tâm khu định cư sau khi Ukraine rút lui. Ngoài ra, họ còn có những bước tiến nhỏ ở khu vực rừng phía tây bắc ngôi làng. Kênh Voenko Karolin cho biết, tại phía tây Avdiivka, lực lượng Moscow đã áp sát ngoại ô làng Semenovka, đang tấn công từ hai phía cùng lúc, cả từ Bekdichi và từ Olivka. Ngoài ra, một mũi xung kích đã bắt đầu phát triển từ Olivka tới Umansky. Trong khi đó, từ Tonenke,
Lực lượng Nga đã di chuyển qua một khu vực cánh đồng rộng lớn, hơn một nửa diện tích đã được kiểm soát. Kế hoạch của họ đã rất rõ ràng chen vào giữa nền Tailovo và Pevomaisky. Như vậy, nếu không có gì bất thường xảy ra, thì số phận của lực lượng Kiev ở Pevomaisky sẽ được định đoạt trong những ngày tới, tối đa trong vòng một tuần. Kênh Riba cho biết, cuộc tấn công của Nga vào các vị trí của lực lượng Ukraine ở Semenovka đã bắt đầu. Tình hình ở khu vực Berdychi vẫn không thay đổi. Kênh Surya Map cho biết, tại phía tây Avdiivka, Nga đã đạt được những bước tiến mới ở phía bắc Berdychi và ở bờ đông sông Duna. Ngoài ra, lực lượng của họ bắt đầu vượt sông đến bờ tây đối diện với Olivka và phía nam Semenitska, kênh Riba đưa tin. Theo hướng Olingan, Nga đang tập trung ở khu vực trung tâm Novomykhailovka. Tại khu vực Paradkovievka, nỗ lực luân chuyển của Ukraine đã bị ngăn chặn thành công. Phía tây bắc Netenjanka theo hướng Zaporizhia, lực lượng Kiev đã thực hiện nhiều nỗ lực phản công nhưng bất thành. Tình hình ở Rabotin vẫn ổn định và cuộc phản công của Ukraine ở phía tây bắc Vebovoy đã bị đẩy lùi. Trong khi đó, kênh Surya Map đưa tin khả quan hơn về bước tiến của Nga ở phía tây nam Donetsk theo hướng Oleda khi cho biết trong hai ngày qua, lực lượng của họ đã giành được các nhà kho phía bắc Novomykhailovka, đồng thời tiếp tục phát triển thế tấn công kiểm soát những đồn điền tại phía bắc khu vực này. Theo Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 26 tháng 3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày, 50 cuộc đụng độ đã diễn ra ở mặt trận. Tổng cộng Nga đã thực hiện 4 đợt tấn công tên lửa và 52 đợt không kích, tiến hành 43 đợt tấn công từ pháo, tên lửa phóng loạt. Báo cáo có đoạn, trong ngày, máy bay Ukraine đã tấn công vào 2 điểm kiểm soát và 8 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí trang bị của đối phương. Các đơn vị tên lửa đã phá hủy một tổ hợp phòng không, một khẩu pháo và một kho đạn của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk, Mariinka, Orekhov, Zaporizhia và Kherson. Ngày 26 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố Nga không cần phải công bố thêm một đợt huy động quân, ngay cả khi Moscow quyết định thiết lập vùng đệm ở Ukraine. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Vladimir Putin đã nhắc tới khả năng Nga có thể buộc phải tạo ra vùng đệm ở Ukraine để đảm bảo an toàn cho những khu vực của Nga khỏi các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái UAV gây thương vong. Theo đó, khi được đặt câu hỏi liệu có cần huy động thêm lực lượng mới để hoàn thành mục tiêu trên hay không, Bộ trưởng Shoigu đã bác bỏ tin đồn và nói nó hoàn toàn vô nghĩa. Moscow từng thực hiện lệnh động viên một phần hồi tháng 9 năm 2022. Tại thời điểm đó, ông Shoigu giải thích việc bổ sung quân để ổn định tình hình, bảo vệ các vùng lãnh thổ mới và giữ vững chiến tuyến kéo dài hơn 1.000 km. Kể từ đó, giới chức Nga đã nhiều lần bác bỏ tin đồn về một đợt huy động mới sắp diễn ra. Tuy nhiên, Nga đã phát động chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn, khuyến khích mọi người nhập ngũ với khoảng 490.000 người đã ký hợp đồng với quân đội Nga hoặc tham gia các đơn vị tình nguyện trong năm 2023. Vào tháng 12 năm 2023, Tổng thống Putin cho biết hàng ngày có khoảng 1.500 tình nguyện viên gia nhập quân đội Nga trên khắp cả nước. Hồi tháng 12 năm 2023, ông Shoigu nói tất cả kế hoạch tuyển dụng cho lục quân và hải quân trong năm nay đã được hoàn thành. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cho biết quy mô các lực lượng vũ trang Nga là 1,15 triệu quân. Con số này sẽ tăng lên 1,5 triệu quân trong năm nay, bao gồm 745.000 binh sĩ hợp đồng. Trong khi đó, chính quyền Kiev đang tìm nhiều cách để tăng số lượng binh sĩ, giữa lúc nhiều báo cáo cho biết người dân Ukraine nói chung không sẵn lòng tham gia cuộc chiến chống lại Nga và thiếu tình nguyện viên. Quân đội Nga ước tính tổn thất trong chiến đấu của Ukraine là hơn 444.000 người tính đến cuối tháng 2 năm nay. Cùng tháng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong xung đột với Nga. Song theo truyền thông phương Tây, con số được ông Zelensky đưa ra thấp hơn nhiều so với ước tính của Mỹ, được tiết lộ trong loạt thông tin rò rỉ từ Lầu Năm Góc vào năm 2023. Khi chiến sự đã bước sang năm thứ ba, cả Nga và Ukraine đều tập trung nguồn lực và đầu tư chất xám để giành ưu thế trong cuộc đua máy bay không người lái. Mới đây, các nguồn tin của Ukraine cho biết, quân đội Nga có thể đã sử dụng máy bay không người lái UAV với khả năng mang và triển khai UAV cảm tử nhỏ hơn trên chiến trường trong xung đột với Ukraine. Trước đó, các nguồn tin Ukraine cho biết, binh sĩ nước này phát hiện một UAV ở khu vực Bakhmut. Trang Top World của Nga đưa tin đến ngày 22 tháng 3, một kênh Telegram của Nga công bố thông tin về mẫu UAV có tên Pechenka được quân đội nước này sử dụng trên mặt trận. UAV Pechenka được cho là vừa sử dụng động cơ đốt trong và động cơ điện, đóng vai trò là tàu mẹ mang theo UAV cảm tử cỡ nhỏ và bộ chuyển tiếp tín hiệu để tăng tầm hoạt động cho UAV cỡ nhỏ này. Top World cho biết, một số xe tăng thiết giáp và công sự Ukraine có thể đã bị tập kích bằng UAV cảm tử cỡ nhỏ do UAV Pechenka mang theo.
Hãng sản xuất trong tương lai có thể sử dụng vật liệu mới và hoàn thiện Petrenka, các biến thể hoạt động độc lập lẫn loại mang theo UAV cảm tử cỡ nhỏ. UAV cảm tử cỡ nhỏ trở thành vũ khí được cả Nga và Ukraine sử dụng rộng rãi trên chiến trường. Tuy nhiên, phương tiện này có một số hạn chế như phạm vi hoạt động không lớn và có thể trượt mục tiêu trong điều kiện nhiễu tín hiệu vì vật cản dưới đất hoặc chịu ảnh hưởng từ hệ thống tác chiến điện tử của đối phương. Biên tập viên Tyler Dogoway của TVKZ nhận định, dù Petrenka thực sự có khả năng thực hiện nhiệm vụ mang UAV cảm tử cỡ nhỏ và chuyển tiếp tín hiệu, điều khiển hay không, khái niệm này rất phù hợp để khắc phục hạn chế lớn về công nghệ UAV cảm tử cỡ nhỏ, giá rẻ, đồng thời có thể gây ra tác động lớn trên chiến trường. Theo biên tập viên Rogoway, Nga và Ukraine từng sử dụng bộ chuyển tiếp tín hiệu để duy trì kết nối với UAV cỡ nhỏ rẻ tiền, không có khả năng liên lạc ngoài tầm nhìn để khắc phục hạn chế này. UAV mẹ có hệ thống chuyển tiếp tín hiệu là giải pháp tối ưu do chúng có thể bay đến gần vị trí mục tiêu của UAV cảm tử cỡ nhỏ, duy trì kết nối tốt hơn tại các khu vực tác chiến có địa hình phức tạp như đô thị hoặc khu vực không bằng phẳng. Ngoài ra, UAV mẹ có thể cho phép UAV cảm tử cỡ nhỏ tấn công xa hơn vào vị trí của đối phương, cách chiến tuyến vài chục km. Biên tập viên Rogoway đánh giá, tuy nhiên, thiết kế này chưa khắc phục được ảnh hưởng từ tác chiến điện tử khiến UAV cỡ nhỏ ngày càng gặp khó khăn khi hoạt động. UAV mẹ có kích thước lớn hơn nhiều so với UAV cảm tử cỡ nhỏ, cùng hệ thống chuyển tiếp tín hiệu có thể khiến chúng sẽ bị phát hiện. Nếu UAV mẹ bị bắn hạ, toàn bộ số UAV cảm tử cỡ nhỏ mà nó mang theo sẽ trở nên vô dụng. Các mẫu UAV mẹ như Petrenka có chi phí không cao và tổn thất có thể chấp nhận được, đặc biệt khi chúng có thể hỗ trợ nhiệm vụ tập kích nhằm vào vị trí rất nhạy cảm của đối phương, Rogoway kết luận. Khái niệm này chắc chắn rất có ý nghĩa và chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện trên chiến trường Nga-Ukraine và nhiều nơi khác. Mới đây, người đứng đầu cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB Alexander Botnikov cho rằng Moscow cần đưa người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR, ông Kirill Budanov, vào tầm ngắm. Đề cập đến ông Budanov và các lãnh đạo tình báo cấp cao của Ukraine, người đứng đầu cơ quan an ninh Liên bang Nga nói, những người phạm tội chống lại nước Nga, người dân Nga cần bị đưa vào tầm ngắm. Trước đó, hồi tháng 12 năm ngoái, một tòa án ở Moscow đã phát lệnh bắt giữ ông Budanov với cáo buộc khủng bố. Moscow cáo buộc ông Budanov chỉ đạo hơn 100 vụ tấn công, trong đó có các vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào các hạ tầng dân sự của Nga. Lãnh đạo GUR cũng công khai ủng hộ các vụ tập kích vào lãnh thổ Nga. Khi bị được hỏi vì sao FSB chưa có động thái bắt giữ đối với những mục tiêu đó, người đứng đầu FSB trả lời rằng khả năng này vẫn sẽ diễn ra trong tương lai. Cuối năm 2023, một tòa án ở Moscow đã phát lệnh bắt giữ ông Budanov. Lệnh được ban hành vắng mặt, nhưng nếu ông Budanov bị dẫn độ sang Nga hoặc bị cơ quan thực thi pháp luật Nga bắt giữ, ông sẽ bị tạm giam ít nhất 2 tháng. Trước đó, tháng 4 năm 2023, tòa án quận Lefortovo ở Moscow cũng phát lệnh bắt giữ ông Budanov vì âm mưu khủng bố và xử lý trái phép chất nổ. FSB đã chỉ đích danh ông Budanov, 37 tuổi, là người tổ chức vụ tấn công khủng bố ở cầu Crimea vào ngày 8 tháng 10 năm 2022. Vụ nổ khiến 7 thùng nhiên liệu trên một đoàn tàu đang chạy trên cầu bốc cháy, khiến một phần cầu bị sập. Khi được hỏi về trách nhiệm đứng sau vụ tấn công vào cầu Crimea và các cuộc tấn công bằng UAV vào căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga, ông Budanov từ chối xác nhận vai trò của lực lượng đặc biệt Ukraine. Tuy nhiên, ông cảnh báo Nga sẽ đối mặt với những vụ việc tương tự cho đến khi chấp nhận rút hết quân và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ông Budanov không phải quan chức duy nhất của Ukraine bị tòa án Nga phát lệnh bắt giữ. Hôm 26 tháng 3, một tòa án ở Moscow cũng phát lệnh bắt giữ người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa Ukraine, FBU, ông Vasily Maliuk. Ông Maliuk cũng bị cáo buộc chủ mưu vụ tấn công cầu Crimea. Giữa năm 2023, ông nói với hãng tin Unian rằng ông đã đích thân lên kế hoạch cho chiến dịch tấn công đó. Tháng 5 năm 2023, Nga cũng đưa hai tướng lĩnh hàng đầu của Ukraine, trong đó có Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Valery Zaluzhny đã bị cách chức, vào danh sách truy nã với cáo buộc sử dụng các phương tiện và phương pháp bị cấm. Giới chức Ukraine đã bác bỏ các lệnh của tòa án Nga, cho rằng động thái này của Moscow chỉ nhằm gây sức ép, làm mất tinh thần đối với lực lượng Ukraine. Những cuộc giao tranh trên chiến trường Ukraine vẫn đang diễn ra vô cùng quyết liệt, sau khi để lùi làn sóng tấn công của quân đội Nga vào căn bon ke trú ẩn nhỏ bên trong một căn hầm gần một ngôi nhà bỏ hoang của mình. Hai binh sĩ Ukraine đã bị mắc kẹt, trong khi đó, những người lính Nga đang áp sát họ. Binh nhì Ukraine Vladislav Volody, 39 tuổi, biệt danh là Hammer, nói với New York Times rằng họ bao vây chúng tôi và bắt đầu ném lựu đạn. Họ hô lên,
hãy đầu hàng và các người sẽ sống. Nhưng đầu hàng cũng chẳng ích gì vì họ không để tôi được yên ổn. Lúc đó là khoảng 10 giờ sáng ngày 14 tháng 2 năm 2023, tại Avdiivka, chiến trường khốc liệt nhất ở Ukraine khi đó. Sau hơn một tháng binh nghỉ, Molody mới có thể thoát khỏi căn hầm lạnh lẽo. Trận chiến giành bao cây ở pháo đài Avdiivka, miền đông Ukraine chỉ là một phần nhỏ trong số hàng trăm, hàng nghìn cuộc đụng độ nổ ra dọc mặt trận dài gần 1.000 km ở Ukraine. Tuy nhiên, nó phản ánh việc vừa phòng thủ, vừa tấn công khó đến mức nào trong một cuộc chiến ngày càng khốc liệt khi lực lượng Ukraine sắp hết đạn và quân đội Nga đang nỗ lực tiến công. Là thành viên của lữ đoàn Jagger số 71 của quân đội Ukraine, binh nhì Molody đã kể lại trận chiến giành giật bong ke với quân đội Nga trên giường bệnh, nơi anh đang được điều trị sau khi thoát khỏi căn hầm trong tình trạng kiệt sức, tê cắm. Câu chuyện của Molody được bổ sung thêm bởi lời kể lại từ chỉ huy, những người lính đã giải cứu anh hay đoạn video quay bằng máy bay không người lái mà The New York Times được xem. Vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, binh nhì Molody và ba binh sĩ khác được điều động đến một vị trí tại một ngôi nhà bỏ hoang ở phía nam Avdiivka, nơi có một hầm chứa thường dùng để trữ rau và các thực phẩm khác vào mùa đông gần đó. Chính trong căn hầm đó, một không gian có hai phòng kín như bưng và chỉ có thể vào qua một đường hầm hẹp, là nơi những người lính Ukraine sẽ quyết liệt chiến đấu để sinh tồn. Việc chiếm giữ một bong ke, thậm chí khi nó không quá kiên cố chẳng hạn như hầm, trên thực tế là một công việc nguy hiểm. Nga vừa tăng cường ném bom nhằm tàn phá các công sự của Ukraine, vừa điều bộ binh tấn công các vị trí như bong ke, nơi quân phòng thủ Ukraine có lợi thế hơn. Lực lượng Ukraine đã sử dụng ngôi nhà nơi binh nhì Molody đóng quân làm trạm quan sát, và họ đã thiết lập các vị trí bắn kiên cố ở đó để nhắm vào các lực lượng Nga đang di chuyển về phía họ. Họ cũng có các vị trí bắn bên trong bong ke. Tuy nhiên, khi binh nhì Molody và đơn vị của anh đến địa điểm này, toàn bộ khu vực bị bao phủ bởi sương mù dày đặc trong nhiều ngày, giúp lực lượng Nga tiếp cận các bong ke mà không bị phát hiện. Nhờ vậy, họ đã bắt đầu tiến hành các đợt tấn công quyết liệt ngay sáng hôm sau. Binh nhì Molody nói, chúng tôi đã đẩy lùi cuộc tấn công đầu tiên ngay lập tức. Nghĩ rằng có chút thời gian để nghỉ ngơi, binh nhì Iho Chetiak, 38 tuổi, đã đi vào hầm để sưởi ấm chân và binh nhì Molody thì pha trà. Hai thành viên còn lại còn nhóm cảnh giới ở bên ngoài. Tuy nhiên, họ bất ngờ nhận được báo động về một đợt tấn công mới của quân đội Nga, giao tranh dữ dội xung quanh ngôi nhà. Hai binh nhì bị kẹt trong bong ke, đối đầu với khoảng một nhóm tấn công gồm 15 đến 20 binh sĩ Nga. Sau đó cả hai người lính Ukraine bên ngoài bong ke đều không qua khỏi trong cuộc giao tranh vào ngày 14 tháng 12 năm 2023. Trong 3 ngày tiếp theo, binh nhì Molody và binh nhì Chetiak cầm chân được nhóm tấn công. Vào ngày thứ tư, ngôi nhà bảo hoang bị nổ tung, chặn lối vào hầm và nhốt hai người lính Ukraine bên dưới lòng đất. Binh nhì Molody nói, các binh sĩ Nga đã chôn vùi căn nhà hoàn toàn để ngăn chúng tôi thoát ra ngoài. Bên trong căn hầm chật chội, hai binh nhì Ukraine đã sống cạn kiệt lương thực và không có phương tiện liên lạc với thế giới bên ngoài. Binh nhì Molody kể, chúng tôi ăn một lần một ngày, chỉ nửa lon thịt hộp hoặc một ít cháo. Sau 2 tuần, binh nhì Chetiak quyết định nếu không trốn, anh sẽ gặp nguy hiểm vì các vết thương của mình. Binh nhì Chetiak tâm sự, tôi đã tự mình đưa ra quyết định, hoặc là tôi rời khỏi hầm ngay bây giờ, hoặc cả hai chúng tôi đều ngã xuống. Tôi thậm chí còn xác định rằng nếu tôi ra ngoài và bị tấn công ở đó, thì ít nhất cũng ra đi nhanh chóng chứ không phải vì đói khát. Binh nhì Molody thì quyết định ở lại. Binh nhì Chetiak tìm ra điểm yếu giữa một số rầm trần bị sập, anh đào đất rồi trèo sang ngoài. Ngay sau đó, binh nhì Molody nghe thấy nhiều tiếng nổ, đồng thời lo sợ điều tồi tệ nhất đã xảy ra với đồng đội. Binh nhì Molody nói, tôi nghĩ anh ấy đã bị hạ gục. Anh không biết rằng đồng đội của mình đã sống sót cho đến hơn 3 tuần sau khi anh ta rời hầm. Khi còn lại một mình trong căn hầm, binh nhì Molody co ro trong bóng tối khi mặt đất xung quanh rung chuyển với những vụ nổ gần như liên tục. Binh nhì Molody cuối cùng cũng hết sạch thức ăn và cuối cùng phải đào đất từ cái lỗ mà binh nhì Chetiak dùng để trốn thoát để lấy tuyết làm nước. Anh đã chuẩn bị để ra đi. Sau đó mọi thứ trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng nổ bên ngoài lắng xuống. Trong 2 ngày, anh không nghe thấy tiếng binh sĩ Nga. Đến 8 giờ ngày 23 tháng 1, anh nghe thấy có người gọi tên mình. Những người lính Ukraine đã được báo rằng một trong những đồng đội của họ có thể còn sống tại vị trí này nhiều tuần kể từ khi binh nhì Chetiak trốn thoát. Chính họ đã tìm thấy và cứu sống Hammer từ dưới đống đổ nát. Trung sĩ Anatoly, 37 tuổi, là một bác sĩ điều trị cho binh nhì Molody, cho biết khi được đưa lên mặt đất, Molody sức khỏe rất yếu, tinh thần kiệt quệ. Một binh sĩ Ukraine tham gia giải cứu Molody cho biết. Tuy nhiên, đôi mắt anh ấy ánh lên niềm hạnh phúc vì cuối cùng cũng được đoàn tụ được với đồng đội của mình. Không lâu sau khi binh nhì Molody được giải cứu, hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Avdiivka sụp đổ và Nga đã kiểm soát được thành phố.
bao gồm cả bong ke Molody và binh nhì Chetiak từng ẩn náu. Cả hai người lính Ukraine hiện đều cho biết họ mong đợi sẽ sớm được trở lại chiến đấu. Quân đội Ukraine đang rất cần nhân lực để ngăn chặn đà tiến của Nga, song những tính toán chính trị đang khiến điều này trở nên khó khăn. Hiện tại, sau nhiều tháng tranh luận, dự luật do chính phủ Ukraine đề xuất nhằm nới rộng đối tượng thực hiện nghĩa vụ quân sự vẫn đang bị mắc kẹt tại Quốc hội Ukraine. Những thay đổi được đưa ra trong dự luật khá rẻ rặt. Độ tuổi nhập ngũ sẽ giảm từ 27 xuống 25, binh sĩ được xuất ngũ sau 3 năm phục vụ và những nam giới trốn tránh nghĩa vụ sẽ phải chịu hình phạt. Thế nhưng, trước tâm lý uể oải và mệt mỏi của công chúng sau hơn 2 năm chiến sự, Quốc hội Ukraine đang phân vân trước những điều chỉnh nhỏ như vậy. Nghị sĩ Fedi Vinitlavsky thuộc đảng cầm quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky nói: "Chúng tôi đang đấu tranh để hạ độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự xuống 25. Đây là một quyết định không được dư luận ủng hộ, nhưng chúng ta cần tăng số lượng người có thể huy động nhập ngũ." Trong năm nay, bên cạnh tình trạng thiếu đạn dược, thiếu binh sĩ được cho là thách thức lớn nhất với Ukraine, khi các chỉ huy quân sự đều nhấn mạnh rằng mục tiêu của họ hiện tại chỉ là giữ vững phòng tuyến và xây dựng lại lực lượng. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga, với dân số đông gấp 3 lần, đang triển khai hàng nghìn binh sĩ mỗi tuần cho các cuộc tấn công và có thể bổ sung khoảng 30.000 tân binh mỗi tháng. Đại đa số người dân Ukraine ủng hộ chính phủ tiếp tục nỗ lực đối đầu Nga. Nhưng theo giới quan sát, thất bại trong chiến dịch phản công lớn vào năm ngoái và thương vong của hàng chục nghìn binh sĩ đã làm lung lay niềm tin rằng họ có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ Nga đang kiểm soát, đồng thời khiến Kiev cạn kiệt nhân lực. Khi cuộc xung đột mới bắt đầu, Ukraine đã chứng kiến hàng trăm nghìn tình nguyện viên tràn vào các văn phòng tuyển dụng để đăng ký tòng quân. Làn sóng này giờ đây không còn nữa, và Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận đã đến lúc phải cho những người lính chiến đấu suốt 2 năm qua nghỉ ngơi. Theo ước tính từ Tổng thống Zelensky, lực lượng vũ trang Ukraine có gần 600.000 lính, hầu hết đều thực hiện vai trò nào đó ngoài mặt trận. Đàn ông trong độ tuổi từ 18 đến 60 đã bị cấm rời khỏi đất nước kể từ khi xung đột nổ ra. Nhưng theo luật hiện hành, chỉ những người từ 27 tuổi trở lên mới đáp ứng điều kiện tham gia quân dịch, khiến nhiều thanh niên trong nước được miễn trừ. Mùa hè năm ngoái, Tổng thống Zelensky đã sa thải tất cả người đứng đầu bộ phận tuyển quân cấp tỉnh sau loạt bê bối tham nhũng. Trước tình trạng hàng trăm nghìn nam giới tiếp tục trốn đăng ký nhập ngũ, lực lượng tuyển quân tăng cường thiết lập trạm kiểm soát trên đường phố và bắt những nam giới trong độ tuổi chiến đấu đưa đến chiến hào ở miền đông. Một số người còn nói họ bị giam nhiều ngày tại trạm tuyển quân cho đến khi đồng ý ký giấy nhập ngũ. Tuy nhiên, hàng trăm nghìn nam giới vẫn cố gắng tránh xa phòng tuyển quân địa phương. Hàng loạt video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh những nam thanh niên chạy trốn sĩ quan tuyển quân ở các thành phố trên khắp đất nước. Oleg Sinenchenko, 24 tuổi nói: "Tôi không cảm thấy mình giống một kẻ trốn quân dịch. Tôi không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào. Phần lớn người dân cả nước đều đang ngồi ở nhà và vờ như không có chuyện gì xảy ra." Mọi thành phần trong xã hội Ukraine đều đang kêu gọi quốc hội miễn trừ cho họ theo luật mới. Các doanh nghiệp đề xuất nộp thuế để lao động của họ không phải ra chiến trường. Sinh viên nói rằng họ nên được phép hoàn thành chương trình học trước khi tham gia nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra, tình trạng giảm tỷ lệ sinh đồng nghĩa với việc dân số Ukraine ở độ tuổi 20 ít hơn so với các thế hệ trước. Kristina Mulichuk, 47 tuổi, có con trai 23 tuổi cho hay: "Tôi hiểu rằng đất nước đang xảy ra xung đột và chúng ta cần người, nhưng tôi là một người mẹ và tôi không muốn con trai mình tham chiến. Nó sẽ tiếp tục học đại học, điều này sẽ giúp nó được miễn trừ." Các quan chức ở Mỹ, nơi gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine đã bị đình trệ suốt nhiều tháng qua tại Quốc hội, cũng đang tranh cãi về tuổi nghĩa vụ quân sự cao bất thường ở Ukraine. Độ tuổi nhập ngũ ở Mỹ và nhiều nước phương Tây khác là 18. Hồi tháng 5 năm ngoái, Quốc hội Ukraine từng thông qua một dự luật hạ độ tuổi nhập ngũ xuống 25, nhưng Tổng thống Zelensky không ký thông qua. Vào thời điểm Ukraine đang hừng hực khí thế chuẩn bị mở chiến dịch phản công quy mô lớn, ông Zelensky nói rằng ông cần các lãnh đạo chính phủ và quân đội đưa ra một kế hoạch tác chiến toàn diện hơn trước khi tuyển thêm quân. Theo Roman Kostenko, thành viên quốc hội thuộc đảng đối lập Holos, ông đã bỏ phiếu cho dự luật, nhưng những tranh cãi chính trị liên quan đến việc giảm tuổi nghĩa vụ ngày càng trở nên khó tháo gỡ hơn. Đến tháng 12 năm 2023, khi chiến dịch phản công thất bại và nhu cầu về nhân lực tăng cao, Quốc hội Ukraine lại xem xét dự luật mới nhằm điều chỉnh lại chế độ nghĩa vụ, nhưng dự luật này sau đó bị rút lại vì dư luận phản đối. Kostenko nói, nếu tôi đứng giữa quốc hội và tuyên bố hãy hạ độ tuổi xuống 21, nó sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đây là một quyết định không được lòng dân. Nhưng nhiệm vụ của Tổng thống là phải chấp nhận đưa ra những quyết định không được lòng dân trong thời chiến. Bạn không thể đá quả bóng trách nhiệm cho người khác. Cuối năm 2013, Tổng thống Zelensky cho hay ông có thể sẽ ủng hộ quyết định hạ tuổi nghĩa vụ quân sự xuống 25, thêm rằng ông đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị một kế hoạch huy động quân. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, đây là vấn đề rất nhạy cảm bởi tuyển thêm 500.000 lính như quân đội yêu cầu sẽ tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ. Từ đó đến nay,
Tổng thống Ukraine không đưa ra bình luận nào về dự luật nữa, trong khi nó vẫn mắc kẹt tại Quốc hội. Trong lúc các nghị sĩ tranh luận về những sửa đổi trong quy định tuyển quân, binh lính và gia đình họ đang nỗ lực phản đối. Theo Tổng thống Zelensky, khoảng 31.000 binh sĩ đã thiệt mạng trên chiến trường, nhưng các nhà phân tích quân sự ước tính con số còn cao hơn nhiều. Hàng chục nghìn quân khác bị thương, nhiều người không còn khả năng chiến đấu, những người còn lại bị kiệt sức và thiếu đạn dược nghiêm trọng. Olha Denisenko đã tham gia tổ chức các cuộc biểu tình ở Kiev nhằm yêu cầu những người đàn ông như chồng cô được nghỉ ngơi. Chồng Denisenko tình nguyện nhập ngũ khi xung đột mới nổ ra và đã ở mặt trận 2 năm. Cô cho biết trong thời gian đó anh chỉ được nghỉ phép 20 ngày. Denisenko, 35 tuổi, nói, chính quyền đã hy sinh những người chồng của chúng tôi, đã lãng quên họ. Đây là một gánh nặng rất lớn và nó cần được phân bổ đồng đều, không nên dồn hết lên vai những người đồng ý bảo vệ đất nước. Trong khi đó, những quân nhân chuyên nghiệp Ukraine cho biết họ đặc biệt cần nam thanh niên, vì nhiều người trong số họ đều đã ở độ tuổi trung niên và không còn dẻo dai như trước. Iho Pilous, 31 tuổi, đã phục vụ trong quân đội 12 năm, nói, bạn không thể chiến đấu bằng một lực lượng già cỗi. Anh cho biết hiện tại, nhiều đồng đội của anh đã ngoài 40 tuổi và cần thêm nhiều thời gian hồi sức sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ. Pilous nhấn mạnh, mọi người cần chấp nhận rằng đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài, những người tình nguyện nhập ngũ không phải vô tận. Quân đội Nga được cho là đã phải chịu tổn thất không đáng có sau những chiến thắng trên chiến trường Ukraine do sự chủ quan của mình. Gần đây, quân đội Nga đã đạt được bước tiến đáng kể ở phía Bắc Donetsk và giành được thành phố pháo đài Avdiivka, nhưng chịu tổn thất nặng nề tại làng Chudivske, quận Bonovaka thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Ngày 20 tháng 2 vừa qua, lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 36 thuộc tập đoàn quân 29 của Nga đang xếp hàng trên bãi đất trống của ngôi làng để chờ chỉ thị của chỉ huy thì bị hỏa lực Ukraine tập kích và chịu thương vong nặng nề. Theo BBC, khoảng 200 đến 300 sĩ quan, binh sĩ Nga từ 3 đại đội của lữ đoàn 36 có mặt tại hiện trường đã bị tên lửa từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMA của Ukraine bắn trúng. Con số thương vong được cho là lên tới hơn 60 người. Đây không phải là một tổn thất nhỏ, bởi sự kiện đã khiến 3 đại đội bộ binh này đã mất đi khả năng chiến đấu. Tiền thân của lữ đoàn là sư đoàn bộ binh cận vệ 36, từng tham gia chiến dịch phòng thủ Stalingrad nổi tiếng trong Thế chiến II. Sau khi Liên Xô tàn rã, lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 36 với tư cách là lực lượng tinh nhuệ của quân đội Nga đã nhiều lần tham gia vào các cuộc thi thể thao quân sự quốc tế như Thanh, Bị Allen và Suvorov Asau. Ngoài ra, lữ đoàn đã tham gia cuộc tập trận Zapad 2021. Kể từ khi cuộc chiến nổ ra, lữ đoàn 36 đã được triển khai ở chiến trường Ukraine. Năm ngoái, đơn vị này đã nhiều lần chiến đấu với quân đội Ukraine trên hướng Zaporizhia và đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của đối phương. Trận tập kích bằng tên lửa của quân đội Ukraine ngày 20 tháng 2 đã gây tổn thất nặng nề cho lữ đoàn 36, chắc chắn đã tước đi nắm đấm quan trọng của quân đội Nga đang tấn công mạnh mẽ trên chiến tuyến Zaporizhia. Lúc này, câu hỏi đặt ra là tại sao quân đội Nga lại mắc phải sai lầm sự đảng như vậy? Khi tập trung ở khu vực mặt trận nghe huấn thị rồi lại bị đổ lỗi, liệu quân đội Ukraine có nhìn hơn quân Nga nhiều về mặt này? Giới chuyên gia cho rằng đó là do thói quan liêu của chỉ huy quân đội Nga. Việc quân đội Ukraine thành công trong cuộc tập kích bất ngờ này chủ yếu dựa vào hai yếu tố. Một mặt, họ có bệ phóng tên lửa cơ động cao HIMA do Mỹ hỗ trợ, mặc dù các chỉ số hoạt động của nó gần giống với hệ thống pháo phản lực BM-30 Tornado của quân đội Nga. Thế nhưng HIMA lại nhận được hỗ trợ thông tin tình báo của NATO và có tốc độ phản ứng nhanh hơn Tornado và tầm bắn 80 km của nó, với tên lửa dẫn đường vệ tinh M-31, vẫn là mối đe dọa lớn hơn đối với các mục tiêu của quân đội Nga ở sâu phía sau chiến tuyến. Ngoài ra, một phần nguyên nhân có thể là do sự quan liêu ở đâu đó trong chính bộ máy của quân đội Nga. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào năm 2022, mặc dù hầu hết sĩ quan và binh lính Nga đã dần thích nghi với cuộc chiến này, từ trạng thái bối rối ban đầu đến tâm thế sẵn sàng chiến đấu cao, nhưng các tướng Nga thỉnh thoảng vẫn thực hiện một số hành động ma thuật. Điều này dẫn đến những tổn thất không đáng có. Điều tồi tệ ở làng Chudiv hôm 20 tháng 2 không phải là lần đầu tiên xảy ra ở chiến trường Ukraine. Một sự việc gần như sống hệt như vậy xảy ra cách đây nửa năm, vào tháng 6 năm 2023. Khi đó, sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 144 của tập đoàn quân 20 Nga đang túc trực tại khu vực Kremina thuộc vùng Lugansk. Chỉ huy trưởng tập đoàn quân hôm đó đã đến thăm đơn vị, cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn tập trung lại để nghe chỉ thị. Do vị tướng đến muộn nên những người lính này phải chờ trong khu vực kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ và bị UAV trinh sát của Ukraine phát hiện. Kết quả cuối cùng là dưới sự chỉ điểm của UAV trinh sát, tên lửa HIMA của Ukraine đã tới để tấn công quân Nga đang tập trung tại đây, khiến hàng chục người đã thiệt mạng và một số lượng lớn người bị thương cũng được đưa đi cấp cứu. Theo thống kê của Ukraine, số người thương vong
là hơn 200 người. Tuy nhiên, theo báo DVK của Đức, đây chưa phải là điều tồi tệ nhất. Vào ngày đầu tiên của tháng 1 năm 2023, tại thành phố Makayevka, thuộc vùng Donetsk, phản ứng chậm chạp của quan chức và cách tiếp cận lỏng lẻo trong việc điều quân của chỉ huy Nga đã gây ra tổn thất thương vong lớn nhất cho quân đội Nga từ đầu cuộc chiến cho đến nay. Makayevka là thành phố song sinh nằm ngay phía đông bắc Donetsk, cách mặt trận chiến đấu khoảng 19 đến 25 km. Xét trên góc độ quân sự, đây không phải là khu vực an toàn mà chỉ là khu vực tương đối an toàn khi vẫn nằm trong tầm bắn trực tiếp của pháo binh. Thế nhưng vì đây là thành phố có cơ sở hạ tầng tốt, nên quân đội Nga tình cờ đóng một lượng lớn quân động viên trong tòa nhà tại trường dạy nghề số 19 ở Makiivka, trong khi xung quanh có rất nhiều hoạt động của người dân. Tại Donetsk, mặc dù hầu hết là người dân nói tiếng Nga, nhưng Ukraine cũng đã cài cắm đặc vụ năm vùng và mọi người đều có thể hiểu điều này sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào. Đồng thời, các chỉ huy của Nga đã không thực hiện việc giữ bí mật nơi đóng quân và canh phòng chặt chẽ đối với những khu vực tập trung, nên để những người lính nghĩa vụ sử dụng điện thoại di động và tổ chức một bữa tiệc vào đêm ngày 1 tháng Giêng. Khi một số lượng lớn tín hiệu điện thoại di động lạ xuất hiện trong một tòa nhà, đồng thời có nhân viên tình báo ngoại vi giúp quan sát và xác định danh tính. Đối với mục tiêu tập trung quân đông như vậy, đó là cơ hội cho Ukraine tập kích hỏa lực bằng tên lửa HIMA. Đêm đó, quân đội Ukraine đã bắn 6 quả tên lửa M-31 vào trường dạy nghề số 19 ở Makiivka. 2 quả tên lửa bị quân Nga đánh chặn, 4 quả còn lại trúng nơi quân Nga đang tổ chức tiệc. Trong cuộc tấn công này, quân đội Nga thừa nhận có hàng chục người thiệt mạng, trong khi quân đội Ukraine cho rằng số binh sĩ Nga thiệt mạng là khoảng 400 người. Bên cạnh lục quân thì lực lượng hải quân và không quân cũng gây ra một số chuyện lộn xộn do vấn đề chủ quan. Hạm đội Biển Đen lần lượt bị đánh chìm bởi các tàu không người lái, máy bay cảnh báo sớm A-50 và máy bay tấn công Su-25 của không quân Nga bị chính người của mình bắn hạ. Sân bay phía sau không chú ý công tác bảo vệ để kẻ gian lẻn vào đốt máy bay. Trên thực tế, bắt đầu từ năm ngoái, thành tích chung của quân đội Nga vẫn khá tốt như cuộc bao vây và kiểm soát thành công Bakhmut, cuộc phòng thủ Zaporizhia hay việc kiểm soát Avdiivka gần đây. Toàn bộ các trận đánh đều diễn ra một cách có trật tự hơn. Thế nhưng, những sự chủ quan này đã mang tới những tổn thất không đáng có cho quân đội Nga vốn đang trên đà tiến lên. Liên quan đến vụ tấn công xảy ra tại nhà hát Krugers City Hall ở ngoại ô Moscow vào cuối tuần trước, hôm 26 tháng 3, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tiết lộ với các phóng viên rằng các cơ quan an ninh Belarus và Nga đã phối hợp hành động khi xe của nghi phạm tấn công nhà máy Krugers City Hall chạy về phía tây nam từ Moscow đến vùng Bryansk, khu vực giáp với cả Ukraine và Belarus. Tại khu vực này, các nghi phạm đã bị bắt. Ông Lukashenko cho biết Belarus đã nhanh chóng thiết lập các trạm kiểm soát ở biên giới. Hãng thông tấn Benta dẫn lời Tổng thống Belarus nói, đó là lý do họ không thể vào Belarus. Họ nhìn thấy các trạm kiểm soát nên đã quay đi và di chuyển đến khu vực biên giới Ukraine-Nga. Khi kể lại cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian Nga truy lùng thủ phạm vụ tấn công, Tổng thống Lukashenko khẳng định nhà lãnh đạo Nga đã nhờ ông chặn đường của các nghi phạm vào Belarus. Ông kể, ông Putin hỏi tôi rằng có thể giúp đóng biên giới Nga-Belarus được không? Tôi trả lời là tôi sẽ đóng biên giới và chúng tôi sẽ làm mọi thứ. Cuộc điện đàm có nội dung như vậy. Theo Tổng thống Lukashenko, ông đã tiết lộ chi tiết cuộc nói chuyện với ông Putin để đáp lại những lời chỉ trích rằng nhà lãnh đạo Nga sau tới 19 tiếng mới phát biểu trước công chúng về vụ tấn công Krugers City Hall. Ông nói, Tổng thống Putin và tôi đã thức suốt 24 giờ, những người chỉ trích không biết về điều đó. Ngày 26 tháng 3, các quan chức an ninh Nga tuyên bố rằng Ukraine và phương Tây chịu trách nhiệm một phần về vụ tấn công ở Moscow. Giám đốc cơ quan an ninh Nga FSB, ông Alexander Polnikov cho biết, thông tin từ những người bị tạm giữ xác nhận có dấu vết liên quan Ukraine trong vụ tấn công tại nhà hát Krugers City Hall. Ông Polnikov nói với nhà báo Pavel Zarubin của tập đoàn truyền thông VGTRK rằng, tôi có thể nói chắc chắn rằng có cơ sở chính trị. Chỉ những người Hồi giáo thì không thể chuẩn bị một hành động như vậy. Tất nhiên, họ đã được giúp đỡ và chúng tôi thấy dấu vết Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói điều này. Ông Polnikov nhấn mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm thông tin để biết liệu thực sự phía Ukraine có hiện diện hay tham gia vụ này hay không. Cho đến nay, có mọi lý do để nói như vậy, vì chính những tên này muốn chạy ra nước ngoài tới lãnh thổ Ukraine. Theo thông tin sơ bộ của chúng tôi, có người đã chờ họ ở đó. Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh Nga, ông Nikolai Pachusev, cũng cho rằng chính quyền Ukraine đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố trên khi trả lời câu hỏi của báo giới về sự dính líu của Ukraine hoặc IS trong vụ tấn công. Phía Ukraine đã bác bỏ những cáo buộc này của phía Nga. Ngày 23 tháng 3, tờ Pravda của Ukraine dẫn lời ông Mykhailo Podolyak, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trên Telegram rằng, hãy nói thẳng điều này,
Ukraine hoàn toàn không liên quan gì đến những sự kiện đó. Ông Podolyak cũng lưu ý Ukraine chưa bao giờ sử dụng các phương pháp khủng bố. Ông nhắc lại rằng trước vụ tấn công khủng bố tại Nga, nhiều đại diện nước ngoài ở Moscow đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine cũng đã phủ nhận nước này có liên quan đến vụ tấn công khủng bố trên, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc như vậy và tăng cường hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Về phần mình, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng họ không thấy bằng chứng nào cho thấy Ukraine có liên quan đến vụ tấn công. Tổng thống Putin cho rằng, thông qua nhiều kênh khác nhau, Mỹ đang cố gắng thuyết phục rằng không có dấu vết nào cho thấy Ukraine có liên quan tới vụ tấn công. Tuy nhiên, ông chủ điện Kremlin nhận định đây là nỗ lực rõ ràng nhằm đe dọa Nga và phục vụ lợi ích của chính phủ Ukraine. Theo ông Putin, chúng ta cũng cần trả lời câu hỏi tại sao những kẻ tấn công lại cố gắng di chuyển đến Ukraine sau khi phạm tội và ai đang đợi họ ở đó. Ngày 26 tháng 3, trong bài phát biểu tại cuộc họp báo ở Moscow, Nga sau cuộc gặp với người đồng cấp Namibia, ông Peja Muselenga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhắc tới việc Interpol đề xuất hỗ trợ Nga điều tra trong vụ tấn công khủng bố nhà hát Krakow City Hall, nhưng lại im lặng trong vụ tấn công Nord Stream. Ngoại trưởng Lavrov đặt câu hỏi tại sao Interpol không đề nghị hỗ trợ trong các vụ việc khác như vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream vận chuyển khí đốt từ Nga đến Đức qua biển Baltic. Tát dẫn lời nhà ngoại giao hàng đầu Nga cho biết, cá nhân tôi không thể nhớ được bất kỳ ý tưởng nào của Interpol trong các vụ việc trước đây, vốn cũng cần sự quan tâm chặt chẽ của quốc tế. Ví dụ rõ nhất là vụ phá hoại Nord Stream. Vị ngoại trưởng lưu ý, điều thú vị là chỉ một ngày sau vụ tấn công nhà hát Krakow City Hall, phương Tây ra tuyên bố rằng không phải do Ukraine mà là nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Cùng lúc đó, lãnh đạo Interpol bất ngờ tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ cuộc điều tra. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, chúng tôi hầu như không cần tới sự trợ giúp như vậy. Sự trợ giúp này rõ ràng là biểu hiện của tiêu chuẩn kép và rất có thể sẽ nhằm thúc đẩy một lý thuyết có lợi cho phương Tây rằng IS đã làm điều đó và Ukraine không liên quan gì. Về các vấn đề khác, ông Lavrov cho biết đã thảo luận với người đồng cấp Muselenga về cuộc xung đột Palestine-Israel cũng như vấn đề Yemen. Ngoài ra, hai bộ trưởng cũng đã trao đổi về cải cách trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Lavrov lưu ý, Nga nhắc lại quan điểm rằng lợi ích của châu Phi cần được xem xét trong quá trình này. Ông Lavrov cảm ơn ông Namibia vì đã ủng hộ các sáng kiến của Nga tại Liên Hợp Quốc trong việc chống lại hệ tư tưởng của chủ nghĩa phát xít và các sáng kiến về giải trừ quân bị, gồm cả lĩnh vực không gian và an ninh mạng. Ông nói, Nga rất coi trọng việc tăng cường chủ quyền của các nước châu Phi. Chúng tôi đã nhắc lại quan điểm về việc cần tôn trọng nguyên tắc các vấn đề châu Phi, giải pháp châu Phi. Cộng đồng quốc tế nên cung cấp cho người dân châu Phi mọi sự hỗ trợ có thể, bao gồm cả đào tạo và trang bị cho các hoạt động gìn giữ hòa bình cũng như tài trợ các dự án. Nhà ngoại giao Nga cho biết, nước này cũng có kế hoạch tăng cường hợp tác với các nước châu Phi thông qua Cộng đồng Phát triển phía Nam châu Phi, SADC. Ngày 26 tháng 3, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB tuyên bố đã ngăn chặn một cuộc tấn công ở vùng Samara, miền Tây nước này, do một công dân Nga sinh năm 1994 lên kế hoạch. Theo FSB, kẻ này là đồng phạm của tổ chức khủng bố quân đoàn tình nguyện Nga, RVC, hoạt động dưới sự bảo trợ của các cơ quan đặc nhiệm Ukraine. Nhà chức trách Nga cáo buộc Kiev đã tuyển dụng nghi phạm ở vùng Samara, kẻ này âm mưu gài chất nổ ở một trung tâm tiếp nhận đồ viện trợ nhân đạo. FSB không công bố danh tính của nghi phạm. Phía Ukraine chưa lên tiếng phản hồi trước cáo buộc mới của nhà chức trách Nga. Sự cố mới diễn ra trong bối cảnh Nga đang tăng cường các biện pháp an ninh sau vụ tấn công nghiêm trọng vào trung tâm hòa nhạc Krakow City Hall ở ngoại ô Moscow. Phía Ukraine chưa lên tiếng phản hồi trước cáo buộc mới của nhà chức trách Nga. RVC là một nhóm bán quân sự có trụ sở ở Ukraine, quy tụ những người Nga chống điện Kremlin. Trong một cuộc họp báo ở Kiev ngày 21 tháng 3, lãnh đạo RVC Denis Kapustin tiết lộ, nhóm đã nhận được sự hỗ trợ tình báo và hậu cần từ các lực lượng vũ trang Ukraine nhưng hoạt động độc lập với họ. Ông Kapustin nói thêm, RVC đã tham gia một loạt vụ đột kích từ miền Bắc Ukraine và các vùng biên giới Kut và Belgorod của Nga trong những tuần gần đây và sẽ tiếp tục hoạt động này. Liên quan đến vụ tấn công tại nhà hát Krakow City Hall tối ngày 22 tháng 3, mới đây lãnh đạo Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB Alexander Bonikov đã đưa ra giả thuyết liên quan đến những kẻ chủ mưu. Hãng tin TASS dẫn lời ông Bonikov nhận định rằng chính quyền các nước Mỹ, Anh và Ukraine rất có thể là những người đứng đằng sau vụ tấn công nhà hát ở ngoại ô Moscow. Sau khi báo giới hỏi về việc liệu Mỹ, Anh và Ukraine có đứng đằng sau vụ tấn công hay không, ông Bonikov nói, chúng tôi tin điều đó là sự thật.
Trong mọi trường hợp, chúng tôi đang nói về thông tin thực tế mà chúng tôi có. Vị lãnh đạo FSB nói rằng bản thân ông tin phía Ukraine đang cố gắng chứng tỏ họ đủ năng lực để thực hiện vụ tấn công. Ông cho biết họ sẽ làm gì để phô diễn khả năng của mình. Họ sẽ thực hiện các vụ tấn công và phá hoại đằng sau chiến tuyến để khuấy đảo tình hình, tạo ra sự hoảng loạn trong xã hội. Đây là điều mà lãnh đạo đặc nhiệm của Ukraine, Anh đều hướng tới. Mỹ cũng nhiều lần đề cập đến vấn đề này. Ông Bonikov kết luận. Đó là những điều mà giới lãnh đạo các cơ quan đặc nhiệm Ukraine và Anh hướng tới. Các cơ quan mật vụ Mỹ cũng nhiều lần nhắc tới điều này. Một lượng lớn thông tin được công bố rộng rãi cho thấy phương Tây và Ukraine đang gây tổn hại lớn cho nước Nga, đã có các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái UAV xung cầm từ USV trên biển, cũng như nhiều cuộc đột nhập bởi các nhóm phá hoại và tổ chức khủng bố nhằm vào lãnh thổ của chúng tôi. Theo TASS, tuyên bố trên của lãnh đạo FSB được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ những ngày gần đây nhiều lần lên tiếng khẳng định Ukraine không liên quan gì tới vụ tấn công xảy ra tối 22 tháng 3 ở Moscow. Trước đó tối ngày 22 tháng 3, một nhóm vũ trang đã xông vào bên trong hội trường nhà hát Krakow City ở ngoại ô thủ đô Moscow, tấn công những người đi xem ca nhạc. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm và công bố các video, hình ảnh về vụ tấn công để chứng minh. Tuy nhiên, Moscow vẫn hướng sự nghi ngờ về phía Ukraine. Giới chức Nga cho biết lực lượng an ninh của họ đã bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó 4 nghi phạm mang hộ chiếu Tajikistan bị bắt giữ khi đang tìm cách tẩu thoát sang Ukraine. Một trong các nghi phạm khai rằng đã được thuê để thực hiện vụ tấn công. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng vụ tấn công do các phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện nhưng có liên quan đến một chiến dịch đe dọa rộng lớn hơn của Ukraine. Chủ nhân Điện Kremlin nói tất nhiên cần phải trả lời câu hỏi tại sao những kẻ tấn công lại cố gắng chạy tới Ukraine sau khi gây án. Ai đã chờ họ ở đó? Hôm 26 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban Điều tra Nga SKR Alexander Batchaiskin đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng 4 nghi phạm tấn công đêm ngày 22 tháng 3 tại nhà hát Krakow City Hall đã nhận tội và khai thông tin về những người chủ mưu và hỗ trợ họ hành động. Tuy nhiên, ông không tiết lộ danh tính kẻ chủ mưu mà nhóm nghi phạm khai ra. Một ngày trước đó, giới chức Nga đã công bố danh tính 4 tay súng trong vụ tấn công, gồm Dalodion Mijoev, 32 tuổi, Sandar Krami Rachak Balijov, 30 tuổi, Muhammad Sobi Fayyob, 19 tuổi và Samsidin Fariduni, 25 tuổi. Theo Kommersant, Samsidin Fariduni giữ vai trò thủ lĩnh nhóm tay súng. Fariduni cùng Fayyob đã nhiều lần đến nhà hát Krakow City Hall để ghi nhớ bố trí an ninh và lên kế hoạch tấn công. SKR yêu cầu bắt thêm một số nghi phạm đã hỗ trợ ở nơi ở, phương tiện đi lại và tiền mặt cho 4 nghi phạm. Trong ngày 26 tháng 3, 3 nghi phạm liên quan này được đưa tới trình diện tòa án quận Basmani, gồm Igor Islomov, 62 tuổi, cùng hai con trai Dilova Islomov, 24 tuổi và Iminchon Islomov, 33 tuổi. Theo tuyên bố của tòa án tại Moscow, cả 4 bị cáo đối mặt với tù chung thân. Những người này sẽ bị giam chờ xử cho đến ngày 22 tháng 5, nhưng thời hạn đó có thể kéo dài sau khi tòa ấn định được ngày xét xử cụ thể. Ông Bonikov cho biết thêm, FSB đang phối hợp với cơ quan tình báo các quốc gia đối tác để xác định tất cả các bên có thể liên quan đến vụ tấn công. Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Nga điều tra vụ việc. Ngày 26 tháng 3, trong cuộc thị sát lực lượng quân đội ở quận Osmiany, thuộc vùng Hrudno, cách biên giới Litva 20 dặm, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Putin là Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, đã đe dọa hành động quân sự nếu biên giới của Belarus bị xâm phạm. Ông Lukashenko nói, tôi sẽ nói công khai rằng bất kỳ hành động khiêu khích nào cũng phải bị trấn áp bằng các biện pháp vũ trang. Mọi hành vi xâm phạm biên giới quốc gia đều có thể bị hạ gục. Hãng thông tấn Benta lưu ý rằng, trong báo cáo của mình về mức độ của cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 của Liên minh bắt đầu từ tháng 1 kết thúc ngày 31 tháng 5 năm 2024. Cụ thể, ngày 24 tháng 1 vừa qua, Mỹ đã đưa một tàu chiến khởi động hành trình vượt Đại Tây Dương tới châu Âu để cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 của Liên minh NATO. Tư lệnh tối cao của NATO tại châu Âu, Christopher Cavoli nhấn mạnh, Liên minh NATO sẽ thể hiện năng lực củng cố khu vực châu Á-Đại Tây Dương thông qua hoạt động di chuyển lực lượng xuyên Đại Tây Dương từ Bắc Mỹ. NATO cho biết khoảng 90.000 binh sĩ sẽ tham gia cuộc tập trận kéo dài nhiều tháng này nhằm kiểm tra khả năng phòng thủ của Liên minh. Steadfast Defender 2024 sẽ bao gồm một loạt các cuộc tập trận nhỏ trên phạm vi kéo dài từ Bắc Mỹ đến sườn phía đông của NATO, gần biên giới Nga. Khoảng 50 tàu hải quân, 80 máy bay và hơn 1.100 xe chiến đấu sẽ tham gia sự kiện này.
Benta đưa tin các tiểu đoàn bộ binh và cơ giới của Đức và Mỹ đã tập trung tại sân bay Babret ở Litva, cách biên giới Belarus khoảng 9 dặm. Theo hãng tin Benta, những thứ này có thể được sử dụng để thực hiện các hành động khiêu khích liên quan đến các nhóm phá hoại, trinh sát và các nhóm vũ trang bất hợp pháp. Ông Lukashenko cho biết, chúng ta không nên thư giãn, chúng tôi chắc chắn rằng nếu làm vậy, họ sẽ tấn công chúng tôi. Hôm 25 tháng 3, trong một bài đăng trên Substack, nhà phân tích quân sự từ Rochan Consulting, Konrad Muzika cho biết, các đơn vị của lữ đoàn cơ giới Belarus được bố trí gần khu vực biên giới Litva như một phần của hoạt động kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. Nhà phân tích Muzika lưu ý rằng, lực lượng Belarus được triển khai thiếu khả năng gây ra mối đe dọa quân sự nghiêm trọng cho các thành viên NATO. Trước đó, tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus Viktor Krenin tuyên bố rằng quân đội của họ sẽ bắn hạ bất kỳ máy bay nào đi vào không phận của mình. Cụ thể, trả lời kênh Russia 24, ông Krenin nói rằng Ukraine dường như đã triển khai đội hình quân sự gồm 112.000 đến 114.000 binh sĩ ở biên giới hai nước. Ông Krenin cho biết, tính đến lúc này, nhóm binh sĩ Ukraine có khoảng 112.000 đến 114.000 quân. Trong số này, khoảng 17.000 là lính biên phòng. Ông Krenin khẳng định Belarus hiện không có nhu cầu dồn lực lượng ra khu vực biên giới với Ukraine. Ông nói thêm rằng các nhóm phá hoại và trinh sát đến từ Ukraine đang gây ra mối đe dọa lớn hơn. Ông Krenin cũng cho biết thêm Ukraine đang thực hiện các biện pháp tăng cường an ninh cho biên giới với Belarus. Ông nói họ đang củng cố khu vực biên giới, họ đã gài mìn trên tất cả các con đường, phá hủy các cây cầu và phá hủy đường sắt. Họ đã đào hào chống tăng, xây hàng rào. Ngoài ra, ông Lukashenko còn tuyên bố nhưng không cung cấp bằng chứng tình báo Mỹ gốc Ba Lan đang chuẩn bị một hành động khiêu khích quy mô lớn chống lại thường dân Ba Lan. Hành động này sẽ bị đổ lỗi cho Nga và Belarus. Belarus là một đồng minh của Nga, cách thủ đô Ukraine tại điểm gần nhất chưa đầy 100 km. Belarus cũng là đồng minh thân cận của Nga, cho phép Nga triển khai hàng chục nghìn binh sĩ diễn tập quân sự từ trước khi Moscow mở chiến dịch ở Ukraine vào đầu năm 2022. Hồi năm ngoái, Nga đã chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Belarus theo thỏa thuận giữa hai nước. Đây là lần đầu tiên Nga triển khai kho vũ khí hạt nhân bên ngoài biên giới kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Nga và Belarus nhiều lần cáo buộc phương Tây tìm cách phá hoại nước này. Do vậy, việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật là cần thiết để răn đe. Mặt khác, chính quyền Tổng thống Lukashenko khẳng định sẽ không tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Ông Krenin cho biết, để Nga triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ là biện pháp bắt buộc Belarus phải thực hiện vì các động thái của phương Tây và đây không phải là mối đe dọa. Ông khẳng định, vũ khí hạt nhân chỉ có thể được sử dụng nếu có hành động gây hấn quân sự chống lại Cộng hòa Belarus. Đây được xem là biện pháp có tính răn đe. Ngoài ra, ông Krenin cho biết Belarus và Nga đang xem xét phương án thiết lập chương trình vũ khí chung. Mới đây, Phó Tham mưu trưởng Quốc phòng Anh, Trung tướng Rob McGowan thừa nhận London không thể chiến đấu với Nga trong hơn 2 tháng. Ông McGowan cho biết lực lượng vũ trang sẽ phải quản lý rủi ro hoạt động do không có đủ nguồn lực mà ông mong muốn trong các cuộc chiến trong tương lai. Tuyên bố xuất hiện sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Gransap nói với các nghị sĩ rằng ông đã vận động Rishi Sunak và Jeremy Hunt để có thêm tiền chi cho quốc phòng trong ngân sách gần đây, nhưng không đảm bảo được mức tăng. Xuất hiện trước các nghị sĩ tại Ủy ban Quốc phòng Commons, sĩ quan cấp cao của Thủy quân Lục chiến Hoàng gia cho biết, chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng số tiền chúng tôi đang chi cho đạn dược vào lúc này, con số này rất đáng kể, không đáp ứng được. Trong mọi lĩnh vực, những mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt, chúng tôi đã nói rõ ràng rằng chúng tôi cần chi nhiều tiền hơn ngoài chương trình kỷ lục cho cái mà chúng tôi gọi là phòng thủ tên lửa phòng không thích hợp. Khi cựu Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Mark Francois nói với ông rằng Vương quốc Anh không thể chiến đấu với quân đội của Tổng thống Nga Putin trong hơn một vài tháng trong một cuộc chiến toàn diện vì chúng tôi không có đạn dược và vũ khí cũng như dự trữ thiết bị để làm việc đó. Điều đó có đúng không? Ông Rob thừa nhận điều đó là đúng. Ông Sáp nói thêm rằng bất kỳ cuộc xung đột nào như vậy sẽ được giải quyết cùng với các đồng minh NATO, những người có thể cùng nhau đánh bại Nga thay vì chỉ một mình Anh. Ông Sáp nói, đối với những người đang theo dõi và nghe nói rằng Vương quốc Anh chưa sẵn sàng cho cuộc chiến trực diện với Nga, điều quan trọng là phải hiểu rằng vì chúng tôi ở trong NATO và thỏa thuận phòng thủ chung điều 5 tồn tại, chúng tôi sẽ không bao giờ ở trong tình huống đó. Cuộc bầu cử Tổng thống ở Nga diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Người Nga ở nước ngoài có cơ hội bỏ phiếu tại Đại sứ quán và Lãnh sự quán Nga ở một số thành phố châu Âu ngày 17 tháng 3. Theo AP, các sĩ quan cảnh sát viên Áo được cử đến bảo vệ đại sứ quán vào ngày hôm đó được cho là đã liên lạc với các nhân viên đại sứ quán và thỉnh thoảng vào tòa nhà. Truyền thông địa phương dẫn lời một sĩ quan cho biết cảnh sát đã ra vào cơ sở này để sử dụng nhà vệ sinh. Sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, một số sĩ quan được cho là đã rời đi với những túi quà có biểu tượng nước Nga. AP viết rằng các túi giấy chứa các mặt hàng có giá trị thấp
như lịch và hộp chocolate. Sở cảnh sát viên đã làm rõ với AP trong một email rằng việc nhận quà từ người Nga không cấu thành hành vi sai trái theo luật nghĩa vụ đối với công chức Áo. Tuy nhiên, nó để lại ấn tượng không mong muốn, không phù hợp với cách tiếp cận chuyên nghiệp của các cảnh sát tại hiện trường. Họ cho biết các cảnh sát đã được hướng dẫn từ chối một cách thân thiện, nhưng kiên quyết những cử chỉ lịch sự như vậy, ngay cả khi món quà có giá trị thấp trong tương lai. Theo các phương tiện truyền thông, những món quà lưu niệm nhỏ in hình chiến dịch bầu cử như lịch và móc khóa cũng được trao tại các điểm bỏ phiếu ở Nga, đặc biệt cho những người bỏ phiếu lần đầu tiên. Ngày 21 tháng 3, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Tổng thống. Theo kết quả kiểm phiếu chính thức sau Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga công bố ngày 21 tháng 3, tổng cộng có 76.277.708 công dân đã bỏ phiếu ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2024. Như vậy, ông Putin đã giành chiến thắng với tỷ lệ áp đảo lên tới 87,28% phiếu bầu. Sau khi Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga công bố số liệu chính thức, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố trên kênh Telegram của đại diện Kremlin rằng ông sẽ thực hiện mọi cam kết đã vận động tranh cử và đề xuất từ các ứng viên. Nhà lãnh đạo Nga nói, mỗi ứng viên đều có cách tiếp cận riêng để giải quyết các vấn đề cụ thể. Tôi chắc chắn sẽ sử dụng mọi đề xuất mang tính xây dựng, mọi ý tưởng gây được tiếng vang với cử tri trong công việc chung vì lợi ích phát triển của đất nước. Ông cảm ơn tất cả những người tham gia bỏ phiếu bầu cử Tổng thống và nhấn mạnh rằng mọi lá phiếu của người dân Nga trong cuộc bầu cử đều có tầm quan trọng rất lớn. Cuộc bầu cử được tổ chức thành công cho thấy nước Nga là một gia đình lớn và thân thiện. Ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tìm cách xuống thang xung đột bằng con đường ngoại giao. Trong mùa hè đầu tiên kể từ thời điểm đó, ông Macron nói rằng điều quan trọng là không để Nga mất mặt và phải bảo đảm trật tự an ninh của châu Âu cũng như của Nga. Tuy nhiên, từ năm ngoái, nhà lãnh đạo Pháp thay đổi quan điểm theo hướng cứng rắn hơn, có vẻ đang theo đuổi chính sách ngoại giao diều hầu. Tại một hội nghị ở Paris tháng trước, ông Macron nói rằng điều quân đội Nga phương Tây để chiến đấu với Nga ở Ukraine là điều không nên loại trừ. Ý tưởng này khiến Tổng thống Nga Vladimir giận dữ và các nước hậu thuẫn chính của Ukraine gạt bỏ. Hồi đầu tháng này khi phát biểu tại Prague, ông Macron nói rằng châu Âu không thể hèn nhát khi đương đầu với Nga. Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đối mặt với tình hình nghiêm trọng trên chiến trường, còn hỗ trợ quân sự của Mỹ đang bị tắc nghẽn. Mục đích chính của Ukraine hiện nay là đứng vững trên chiến trường, nhưng nước này đang thiếu nhân lực để chiến đấu với quốc gia có dân số gấp 3 lần mình. Tình trạng thiếu đạn dược cũng là một thách thức nghiêm trọng nữa mà Kiev phải đương đầu. Có những lo ngại ở phương Tây rằng tình hình này sẽ khuyến khích Moscow hành động quyết liệt hơn, không chỉ ở Ukraine mà có thể ở cả Moldova, Nam Caucasus và Sahel. Trong khi đó, Paris ngày càng lo ngại về việc trở thành mục tiêu của xung đột hỗn hợp như tấn công mạng và lan truyền thông tin sai lệch mà họ cáo buộc do Nga gây ra. Trong giai đoạn hiện nay, ông Macron đang muốn đẩy mạnh tầm nhìn của mình về quyền tự chủ chiến lược của châu Âu trước Washington, đồng thời chứng minh rằng châu Âu có thể hỗ trợ Kiev mà không cần trông cậy Mỹ, nhất là trong bối cảnh ông Donald Trump có thể quay lại Nhà Trắng. Nhà nghiên cứu thuộc chương trình Á-Âu tại Viện Quản lý Nhà nước Quincy, ông Artin de Simonian nhận định, chắc chắn những lo ngại về khả năng đắc cử của ông Trump khiến người châu Âu nhận ra rằng họ cần phải làm nhiều hơn để bảo vệ chính mình. Điều đó khiến Tổng thống Macron thúc đẩy sự tự chủ chiến lược. Một số phát biểu của ông Trump khi vận động tranh cử gần đây khiến các nhà hoạch định chính sách châu Âu lo lắng. Tại một sự kiện ở Nam Carolina gần đây, ông Trump nói với đám đông rằng ông sẽ khuyến khích người Nga làm bất cứ điều gì họ muốn, với bất kỳ thành viên tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nào không thực hiện đủ nghĩa vụ quốc phòng. Ông Macron liên tục cảnh báo các đối tác châu Âu rằng lập trường của Mỹ đối với Ukraine đã thay đổi và chính quyền của Tổng thống Joe Biden có thể chỉ là một quãng nghỉ chứ không phải chính trị Mỹ trở lại bình thường. Nghiên cứu viên về chương trình châu Âu, Nga và Á-Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Matthew Deron cho biết, tất nhiên chúng tôi hoan nghênh người Mỹ bất cứ lúc nào. Chúng tôi biết chúng tôi phụ thuộc như thế nào vào sự bảo đảm an ninh của họ. Nhưng chúng tôi không thể tin tưởng vào họ mãi được. Đây là điều mà nhiều người châu Âu đang nhận ra. Điều này chắc chắn luôn ở trong tâm trí ông Macron. Đề xuất của ông Macron về việc điều quân đội phương Tây tới Ukraine bị hầu hết các đồng minh NATO bác bỏ. Những các quốc gia vùng Baltic như Estonia, Latvia và Litva vui mừng. Trong suốt cuộc xung đột Nga-Ukraine và nhiều năm trước đó, một số nước Đông và Trung Âu cho rằng Tây Âu, trong đó có Pháp, luôn cố xoa dịu Moscow. Chuyên gia Deron nhận định, lập trường cứng rắn của ông Macron về vấn đề Ukraine, ít nhất về mặt ngôn từ, có thể nhằm xoa dịu khu vực phía đông lục địa. Dù ông Macron có làm như lời hùng biện của ông hay không, chắc chắn ông ấy đã lấy được lòng Đông Âu. Điều này có thể hữu ích cho các kế hoạch chiến lược của Pháp trong tương lai. Sự thay đổi của Tổng thống Pháp dường như bắt đầu vào cuối tháng 5 năm ngoái, khi ông phát biểu tại hội nghị an ninh do Club SEC tổ chức.
Khi đó ông Macron thừa nhận Paris đã không lắng nghe đầy đủ mối bận tâm của các thành viên NATO gần Nga và Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera, chuyên gia Doran nói, ông ấy chắc chắn đã nhận ra rằng nếu muốn xây dựng một châu Âu mạnh mẽ hơn và tự chủ về mặt chiến lược hơn, ông ấy cần những quốc gia đó, và đây chắc chắn là cách để hòa giải hai phần của lục địa. Sau khi liên tục bị ứng viên từ Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump dẫn trước, Tổng thống Joe Biden đã vươn lên để lấy lại ưu thế ở 6 bang quan trọng trong các cuộc thăm dò dư luận. Cụ thể, theo cuộc khảo sát của Bloomberg News Morning Consult được công bố vào ngày 26 tháng 3, ông Biden đang dẫn trước ông Trump trong tỷ lệ ủng hộ của cử tri ở 6 trong số 7 bang quan trọng tại Mỹ. Tại bang Wisconsin, ông Biden đã vươn lên đối thủ từ Đảng Cộng Hòa với 1 điểm. Hiện ông đang dẫn đầu ở bang Wisconsin, trước đó kém ông Trump 4 điểm. Ông Biden và ông Trump hiện cũng ngang ngửa nhau ở Pennsylvania và Michigan, nơi cựu Tổng thống đang dẫn đầu vào tháng 2 năm nay. Tại Pennsylvania, hai ứng viên đều có tỷ lệ ủng hộ rất sát sao, mặc dù trước đó ông Trump đã dẫn trước 6 điểm. Tại bang Michigan, tỷ lệ ủng hộ cho ông Biden cao hơn so với ông Trump, mặc dù chênh lệch không lớn. Ông Trump vẫn dẫn trước ông Biden ở Arizona, Nevada và North Carolina, mặc dù chênh lệch đã giảm so với các cuộc khảo sát trước đó vào tháng trước. Bang duy nhất mà ông Biden không thể hiện tốt hơn là Georgia, nơi cựu Tổng thống đã cố gắng tăng vị trí dẫn đầu 6 điểm vào tháng 2, 43 lên 49%, thêm 1 điểm, 42 lên 49%. Nhìn chung, Trump vẫn dẫn trước Biden ở 7 bang chiến địa, với tỷ lệ 47% so với 43%. Cuộc thăm dò được thực hiện với 4.932 cử tri đã đăng ký ở các bang nói trên từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 3. Tuy vậy, vẫn còn quá sớm để biết liệu sự cải thiện này chỉ là một sự bật tăng tạm thời hay là bắt đầu của một thay đổi lâu dài hơn trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay của ông Biden. Theo các nhà quan sát, nếu ông Biden giành chiến thắng vào tháng 11 tới ở các bang quan trọng được xem là chủ chốt, ông có thể tái đắc cử vào nhiệm kỳ thứ hai. Trong những tuần qua, Tổng thống Biden đã thực hiện chiến dịch tranh cử rầm rộ đến các bang Georgia, Arizona, Wisconsin, Michigan, Nevada và Pennsylvania. Các khảo sát gần đây cũng cho thấy người tiêu dùng Mỹ đang lạc quan hơn về tình hình kinh tế trong nước và cho rằng nền kinh tế đang đi đúng hướng. Kết quả khảo sát lạc quan hơn đối với ông Biden được đưa ra sau 5 tháng, ông gần như liên tục bị ông Trump dẫn trước. Ông nhận được nhiều ủng hộ hơn sau bài phát biểu thông điệp liên bang hồi đầu tháng. Trong bài thông điệp này, ông Biden đã phần nào xoa dịu những lo ngại về vấn đề tuổi tác của mình và đề cập đến hàng loạt vấn đề như chính sách đối ngoại, kiểm soát biên giới, kiểm soát súng đạn. Hơn 1/3 cử tri tham gia vào cuộc khảo sát cho biết họ đã thấy những tin tức tích cực về Tổng thống Biden gần đây. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ khi các cuộc khảo sát bắt đầu từ tháng 10 năm trước. Tổng thống Biden đang tập trung mọi nỗ lực vào chiến dịch vận động tranh cử tại các bang chủ chốt, bao gồm cả các bang như North Carolina vẫn còn đang dao động. Trong khi đó, theo giới quan sát, ông Trump được đánh giá đang ở tình thế bất lợi so với trước đó. Cựu chủ nhân Nhà Trắng dường như đang gặp vấn đề tài chính cho chiến dịch vận động tranh cử do gánh nặng chi phí pháp lý. Mặc dù vậy, ông Trump hiện vẫn dẫn trước ông Biden ở 7 bang dao động. Cuộc thăm dò trước đó của Morning Consult, Bloomberg cho thấy ông Trump dẫn trước 4 điểm ở Wisconsin, 42 so với 46%. Tuy nhiên, ông Biden hiện dẫn đầu bang 1 điểm trong cuộc khảo sát hồi tháng 3, 46 so với 45%. Tại Pennsylvania, ông Biden đã loại bỏ hoàn toàn vị trí dẫn đầu 6 điểm của Trump vào tháng 2, 43 so với 49%, với tỷ lệ hiện ngang nhau là 45%. Biden và Trump hiện cũng ngang bằng 45 điểm ở Michigan, nơi ông Trump dẫn trước 2 điểm vào tháng 2. Ba bang mà Biden đang dẫn đầu là một phần của bức tường xanh, vốn có lịch sử nghiêng về Đảng Dân Chủ trong các cuộc bầu cử tổng thống gần đây, bao gồm cả cuộc đua năm 2020. Ứng viên độc lập của Mỹ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, ông Robert F. Kennedy, RIA, đã chọn một luật sư giàu có để làm phó tướng cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, để cạnh tranh với Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. Theo Reuters, ông Kennedy, 70 tuổi, là một nhà hoạt động chống vaccine nổi tiếng, hy vọng thu hút cử tri thất vọng với cuộc tái đấu chung kết giữa ông Biden và ông Trump vào ngày bầu cử Tổng thống Mỹ mùng 5 tháng 11 sắp tới. Ngày 26 tháng 3, tại một sự kiện vận động tranh cử ở Oakland, bang California, ông Kennedy đã công bố việc chọn luật sư giàu có Nicole Shanahan làm bạn đồng hành trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Với quyết định này, ông Kennedy đã bỏ qua các ứng cử viên tiềm năng cho chức phó tổng thống, mà một trong số đó là ngôi sao của Liên đoàn bóng đá quốc gia, Aaron Rodgers. Chính trị gia này tuyên bố trước hàng trăm người ủng hộ rằng ông muốn người phó tướng là một người cường tráng, có kinh nghiệm từ các cuộc chiến, nghi ngờ về các lĩnh vực đang được quản lý và có sự đồng cảm với hoàn cảnh của người Mỹ bình thường. Ông cũng mô tả luật sư Shanahan là một nhà khoa học,
nhà công nghệ tài năng và một người mẹ dũng cảm. Bà Shanahan là vợ cũ của người đồng sáng lập tập đoàn công nghệ Google, Sergey Brin. Tại sự kiện ở California, một video giới thiệu về nữ luật sư này đã kể về cuộc sống khó khăn của bà ở Oakland, nơi bà lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó. Tuy nhiên, bà đã vượt qua những khó khăn đó để thành công tại Đại học Stanford và phát hiện ra chứng tự kỷ của con gái nhỏ của mình. Bà Shanahan tiết lộ, bà đã đồng ý tham gia tranh cử cùng ông Kennedy, một phần là vì cả hai đều có mục tiêu chung về y tế. Bà Shanahan tuyên bố, không có ứng cử viên tổng thống nào coi trọng dịch bệnh mãn tính như Robert F. Kennedy Jr. và tôi sẽ là đồng minh của ông ấy trong việc đưa đất nước chúng ta khỏe mạnh trở lại. Bà cũng đẩy trách nhiệm cho các vấn đề môi trường như ô nhiễm nước, sóng điện tử từ điện thoại di động và chất độc trong chuỗi cung ứng thực phẩm và thuốc men là nguyên nhân gây ra sự suy yếu sức khỏe của người Mỹ. Các nhà quan sát cho rằng, việc ông Kennedy chọn bà Shanahan làm phó tướng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay nhằm tận dụng tiềm năng tài chính và mối quan hệ được săn đón trong ngành công nghệ. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Reuters, Ipsos, ông Kennedy đang nhận được sự ủng hộ từ 15% cử tri đã đăng ký bỏ phiếu, trong khi tỷ lệ ủng hộ của đương kim Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump lần lượt là 39% và 38%. Ủy ban quốc gia Đảng Dân Chủ của ông Biden và nhiều chiến lược gia chính trị tin rằng chiến dịch tranh cử của ông Kennedy có thể là đối tượng phá bĩnh trong cuộc tổng tuyển cử năm nay giúp ông Trump tái đắc cử. Liên quan đến vụ tàu container đâm sập cầu Mỹ ở Baltimore, bang Maryland, truyền thông địa phương thông báo rằng có 6 người được xác định đã thiệt mạng sau vụ việc. Theo các phương tiện truyền thông tại Mỹ đưa tin, cầu Francis Scott Key nằm trên sông Patapsco ở Baltimore đã sập vào sáng sớm ngày 26 tháng 3 sau khi bị tàu container mang cờ Singapore va vào. Các quan chức địa phương xác nhận có 8 người đang ở trên cầu khi sự cố xảy ra. Trong số đó, 2 người đã được cứu thoát, trong đó có 1 người phải nhập viện. Theo Baltimore Sun, 6 công nhân xây dựng đang tiến hành sửa chữa trên cầu đã bị rơi xuống nước. Công ty Browner Builders, đơn vị quản lý 6 công nhân này, cho biết tất cả đều được cho là đã thiệt mạng trong vụ việc. Phó chủ tịch điều hành của Browner Builders, Jeffrey Pritzker, gọi tin tức này là một thảm kịch không thể lường trước được. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết họ đã kết thúc hoạt động tìm kiếm và cứu hộ các công nhân xây dựng mất tích trên cầu khi cầu bị sập. Trước đó, cảnh sát biển cho biết họ đã chuyển sang một giai đoạn khác. Chuẩn đô đốc Shannon Gilred cho biết giờ đây họ không tin rằng chúng tôi sẽ tìm thấy bất kỳ cá nhân nào trong số 6 người mất tích này còn sống. Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Jennifer Homendy cho hay cơ quan này đang tiến hành cuộc điều tra. Bà Homendy cho biết một nhóm gồm 24 chuyên gia sẽ tiến hành nghiên cứu tất cả các tài liệu và bằng chứng liên quan đến sự cố. Bà cũng nhấn mạnh việc thu thập dữ liệu và thiết bị ghi lại hành trình sẽ rất quan trọng trong quá trình điều tra. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Pete Buttigieg cảnh báo rằng vụ sập cầu sẽ gây ra tác động nghiêm trọng đối với chuỗi cung ứng. Vì vậy, cây cầu này được coi là một phần quan trọng trong hệ thống giao thông. Cầu Francis Scott Key được xây dựng từ năm 1977 và có vai trò huyết mạch với giao thông trong khu vực. Việc cây cầu sập chắn ngang sông Patapsco cũng sẽ làm tê liệt hoạt động lưu thông hàng hải của tàu thuyền từ cảng Baltimore, một trong những cảng tấp nập nhất ở bờ đông nước Mỹ. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành phòng thương mại Maryland, Mary Dickens cho biết có 35.000 người sử dụng cầu Francis Scott Key để đi lại hàng ngày và cảng Baltimore tạo ra hơn 15.000 việc làm trực tiếp. Bà Key nói, Baltimore và bang Maryland sẽ chịu tác động kinh tế không thể đong đếm được. Sự việc không chỉ ảnh hưởng tới Maryland mà còn ảnh hưởng tới toàn bộ khu vực bờ đông cho tới Mississippi. Cây cầu này không chỉ quan trọng cho khu vực Baltimore mà còn đóng vai trò quan trọng trong tuyến giao thông giữa Washington và New York. Các điều tra sơ bộ ban đầu cho thấy rằng con tàu container đã hoàn toàn mất điện vài phút trước khi tiếp cận cây cầu, có nghĩa là nó đã mất động cơ và nguồn điện. Trong thời điểm đó, người điều khiển tàu được cho là đã cố gắng hết sức để ngăn chặn va chạm. Người này đã liên lạc với cơ quan chức năng để yêu cầu phong tỏa giao thông trên cầu khi nhận thấy nguy cơ va chạm sắp xảy ra trong thời gian ngắn. Thượng nghị sĩ Maryland Chris Van Hollen cho biết việc xây dựng lại cầu Francis Scott Key sẽ mất thời gian và tốn kém. Vụ sập cầu đã làm gián đoạn vô thời hạn tàu ra vào cảng Baltimore và điều này có thể gây tổn hại cho nền kinh tế địa phương, làm căng thẳng chuỗi cung ứng và gây xáo trộn hoạt động vận tải dọc bờ đông của Mỹ. Theo trang web của chính quyền Maryland, cảng Baltimore đã xử lý hơn 52 triệu tấn hàng hóa quốc tế trị giá hơn 80 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, cao thứ 9 trong số các cảng của Mỹ. Tổng thống Joe Biden cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore là kết quả của một hành động cố ý. Phó chủ tịch phụ trách quan hệ đối tác chiến lược và nghiên cứu ứng dụng tại Đại học Towson, tiến sĩ Darius Irani nhận định
Các nghiên cứu cho thấy cảng Baltimore ngừng hoạt động sẽ gây thiệt hại 15 triệu đô la Mỹ mỗi ngày trong ngắn hạn. Về lâu dài, thiệt hại từ vụ sập cầu sẽ được xác định bằng tốc độ nối lại các tuyến vận chuyển. Ông Irani tuyên bố, giao thông có lẽ là điều mà nhiều người sẽ cảm nhận được rõ rệt nhất. Các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sẽ tìm ra lộ trình thay thế, nhưng lưu lượng giao thông hàng ngày sẽ tăng lên. Tiến sĩ Richard Glynn, chuyên gia phân tích kinh tế và tài chính, đồng thời là giám đốc điều hành của Viện Jacob Frank tại Đại học Baltimore cho biết, cảng Baltimore có tầm quan trọng sống còn. Ông cho biết tác động lâu dài từ vụ sập cầu phụ thuộc vào thời gian sửa chữa và xây dựng lại cây cầu. Ông Klee nói, nếu mất 6 tháng sửa chữa, nó sẽ tác động không quá lớn. Nhưng tôi không nghĩ nhanh như vậy. Nếu quá trình khôi phục cầu mất 2 năm, tăng trưởng của lĩnh vực vận tải sẽ bị ảnh hưởng lâu dài. Ngày 26 tháng 3, các nhà điều tra Nga đã có mặt ở Tajikistan để thẩm vấn gia đình của 4 nghi phạm trong vụ tấn công nhà hát Krokus City Hall ở tỉnh Moscow. Theo hãng tin Reuters, thông tin trên do 3 nguồn tin an ninh ở Tajikistan cung cấp. Các nguồn tin cho biết, giới chức an ninh Tajikistan đã đưa các gia đình này từ nhiều vùng đến thủ đô Dushanbe để phía Nga thẩm vấn. Trước đó, ngày 24 tháng 3, 4 nghi phạm liên quan đã bị buộc tội khủng bố và bị tòa án ra lệnh tạm giam trong thời gian chờ xét xử. Tuyên bố từ tòa án Basmani ở Moscow cho biết cả 4 nghi phạm là Dalezon Mizoev, Saidak Rami Rachabalizoda, Samsirin Fariduni và Muhammad Sobi Faizov đều có nguy cơ đối mặt với án tù chung thân. Nghi phạm Mizoev đã thừa nhận là công dân Tajikistan. 4 nghi phạm bị tạm giam cho đến ngày 22 tháng 5, song có thể lâu hơn tùy vào thời điểm ấn định ngày xét xử. 3 trong số 4 nghi phạm nêu trên đã nhận tội thực hiện vụ tấn công nhà hát Nga hôm 22 tháng 3. Theo tờ The Moscow Times, tòa án quận Basmani cũng đã ban hành lệnh bắt thêm 3 nghi phạm trong vụ tấn công. Các nghi phạm này là Isroin Ainchon và Dilova Islomov, gồm cha và 2 con trai, sẽ bị bắt giam cho đến ngày 22 tháng 5. Theo điều tra, Dilova Ismailov sinh ra ở Dushanbe, Tajikistan, sau đó chuyển đến Nga, nhập quốc tịch và làm nghề lái xe taxi. Người này được Samsidin Fariduni, một trong những thủ phạm của vụ tấn công chiêu mộ trước ngày 11 tháng 3 năm 2024. Người này cũng là chủ chiếc ô tô Renault mà những kẻ tấn công đã sử dụng để bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án. Còn Ainchon Islomov có liên quan đến nhóm tội phạm trước tháng 1 năm 2024. Tại tòa, người này tuyên bố mình vô tội. Trong khi đó, ngày 25 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì cuộc họp thảo luận về các biện pháp cần thực hiện sau vụ tấn công khủng bố. Tổng thống Putin khẳng định những kẻ Hồi giáo cực đoan đứng đằng sau vụ tấn công. Cũng theo nhà lãnh đạo này, vụ tấn công có thể là một mắt xích trong một loạt âm mưu của những kẻ chống nước Nga kể từ năm 2014. Ông Putin nói rằng dù mong muốn chính đáng là trừng phạt thủ phạm, nhưng các cơ quan chức năng phải tiến hành cuộc điều tra một cách khách quan. Liên quan đến vụ tấn công tại nhà hát Krokus City Hall gần thủ đô Moscow, Ủy ban điều tra Liên bang Nga cho biết Nga đã tạm giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó có 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện tấn công. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố nước này sẽ tìm ra những kẻ đứng sau vụ tấn công, dù chúng đến từ đâu và dù chúng là ai. Ông Medvedev tuyên bố, những đối tượng có liên quan, bất kể nguồn gốc và địa vị từ quốc gia nào, hiện đều là mục tiêu chính và hợp pháp của chúng ta. ISISK là nhà nước Hồi giáo ở Khorasan hiện đang hoạt động ở Afghanistan, Pakistan và Iran, nhưng đã nhắm tới châu Âu và xa hơn nữa. Tháng 3 năm 2019, một lực lượng dân quân người Cốt và Ả Rập do Mỹ hậu thuẫn đã đánh đuổi các chiến binh nhà nước Hồi giáo IS tự xưng khỏi một ngôi làng ở miền đông Syria, vùng lãnh thổ kiểm soát cuối cùng của nhóm này. Kể từ đó, tổ chức từng thành lập một vương quốc tự xưng trên khắp Iraq và Syria đã di căn thành một nhóm khủng bố truyền thống hơn. Một mạng lưới các mắt xích bí mật từ Tây Phi đến Đông Nam Á tham gia vào các cuộc tấn công du kích, đánh bom và ám sát có chủ đích. Không có chi nhánh nào của IS hoạt động không ngừng nghỉ như nhà nước Hồi giáo ở Khorasan, ISISK, hoạt động ở Afghanistan, Pakistan, Iran. Nhóm này đã đặt mục tiêu tấn công châu Âu và hơn thế nữa. Các quan chức Mỹ cho biết, nhóm này đã thực hiện vụ tấn công gần Moscow hôm 22 tháng 3. Hồi tháng 1 năm nay, ISISK đã thực hiện vụ đánh bom kép ở Iran, khiến nhiều người thương vong tại lễ tưởng niệm cựu tướng hàng đầu của Iran, Qasem Soleimani, người đã bị máy bay không người lái UAV của Mỹ sát hại 4 năm trước đó. Mới đây, khi phát biểu trước một ủy ban thượng viện, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ bà Avril Haines đã nói rằng mối đe dọa từ IS vẫn là mối lo ngại đáng kể về chống khủng bố. Hầu hết các cuộc tấn công do IS thực hiện trên toàn cầu đều thực sự xảy ra ngoài Afghanistan, bên ngoài lãnh địa của IS. Hôm 21 tháng 3, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ, tướng Michael E. Corrella, cũng phát biểu với một ủy ban hạ viện rằng
ISISK vẫn duy trì khả năng và ý chí tấn công các lợi ích của Mỹ và phương Tây ở nước ngoài trong vòng chỉ 6 tháng mà không có hoặc rất ít cảnh báo. Hôm 24 tháng 3, các chuyên gia chống khủng bố của Mỹ đã bác bỏ nghi vấn của Điện Kremlin rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công nhà hát Krokus City Hall. Một học giả về chủ nghĩa khủng bố tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Brooke Hoffman cho biết, phương thức hoạt động trong vụ tấn công ở Moscow là kiểu cổ điển của ISIS. Ông Hoffman nói rằng Krokus City Hall là địa điểm tổ chức biểu diễn âm nhạc thứ ba ở Bắc Bán Cầu mà IS đã tấn công trong thập kỷ qua. Trước đó là các vụ tấn công vào nhà hát Bataclan ở Paris vào tháng 11 năm 2015 và vụ đánh bom tại buổi biểu diễn của nữ ca sĩ Ariana Grande ở Manchester Arena, Anh vào tháng 5 năm 2017. ISISK được thành lập vào năm 2015 bởi các thành viên bất mãn của Taliban tại Pakistan đã phát triển bùng nổ sau khi Taliban lật đổ chính phủ Afghanistan vào năm 2021. Trong thời gian quân đội Mỹ rút khỏi nước này, ISISK đã thực hiện một vụ đánh bom tại sân bay quốc tế ở Kabul vào tháng 8 năm 2021, khiến hàng chục quân nhân Mỹ và hàng trăm thường dân thiệt mạng. Kể từ đó, Taliban đã chiến đấu với ISISK ở Afghanistan. Theo các quan chức chống khủng bố của Mỹ, cho đến nay, các cơ quan an ninh của Taliban đã ngăn chặn nhóm này chiếm giữ lãnh thổ hoặc tuyển mộ số lượng lớn các cựu chiến binh Taliban. Nhưng mức độ và phạm vi tấn công của ISISK đã tăng lên trong những năm gần đây, với các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Pakistan và ngày càng nhiều âm mưu ở châu Âu. Hầu hết những âm mưu của chúng ở châu Âu đều bị ngăn chặn, khiến tình báo phương Tây đánh giá rằng nhóm này có thể đã đạt đến giới hạn trong khả năng của mình. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, ba người đàn ông đã bị bắt tại bang North Rhine-Westphalia của Đức vì bị cáo buộc có kế hoạch tấn công nhà thờ Karlsruhe. Các cuộc đột kích có liên quan đến 3 vụ bắt giữ khác ở Áo và một vụ ở Đức vào ngày 24 tháng 12 cùng năm. 4 người này đã bị bắt giữ, được cho là hành động ủng hộ ISISK. Các quan chức chống khủng bố của Mỹ và các nước phương Tây khác cho biết, những âm mưu này được tổ chức bởi các phần tử cấp thấp, chúng bị phát hiện và ngăn chặn tương đối nhanh chóng. Cuối năm ngoái, phát biểu tại một ủy ban Hạ viện Mỹ, người đứng đầu Trung tâm chống khủng bố quốc gia Christine S. Abisai nói, cho đến nay, ISISK chủ yếu dựa vào các thành viên thiếu kinh nghiệm ở châu Âu để tìm cách thúc đẩy các cuộc tấn công dưới danh nghĩa của chúng. Nhưng có những dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy ISISK đang rút được kinh nghiệm từ những sai lầm của mình. Tháng 1 năm nay, những kẻ tấn công đeo mặt nạ đã tấn công một nhà thờ Công giáo La Mã ở Istanbul. Ngay sau đó, IS đã nhận trách nhiệm. Lực lượng thực thi pháp luật Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 47 người, hầu hết là công dân Trung Á. Kể từ đó, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các hoạt động phản công quy mô lớn nhằm vào các nghi phạm IS ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc hồi đầu năm nay, một số cuộc điều tra của châu Âu đã làm sáng tỏ tính chất toàn cầu và liên kết của nguồn tài chính cho IS, trong đó xác định Thổ Nhĩ Kỳ là trung tâm hậu cần cho các hoạt động của ISISK ở châu Âu. Các quan chức chống khủng bố cho biết, các cuộc tấn công ở thủ đô Moscow và Iran thể hiện sự tinh vi hơn, cho thấy mức độ lập kế hoạch cao hơn và khả năng khai thác các mạng lưới cực đoan địa phương. Nhà phân tích chống khủng bố tại Sufan Group, một công ty tư vấn an ninh có trụ sở tại New York, Colin P. Clarke cho biết, ISISK đã tập trung vào Nga trong 2 năm qua. Chúng cáo buộc Điện Kremlin có liên quan đến người Hồi giáo, ám chỉ sự can thiệp của Moscow ở Afghanistan, Chechnya và Syria. Một phần đáng kể các thành viên của ISISK có nguồn gốc Trung Á, trong khi có một lượng lớn người Trung Á sống và làm việc tại Nga. Ông Clarke cho biết, một số cá nhân trong số này có thể đã bị cực đoan hóa và đảm nhiệm chức năng hậu cần, tàng trữ vũ khí. Chuyên gia chống khủng bố tại Đại học Georgetown Daniel Bayman cho biết, ISISK đã tập hợp các chiến binh từ Trung Á và Kafka dưới trướng và chúng có thể chịu trách nhiệm về vụ tấn công Moscow trực tiếp hoặc thông qua mạng lưới của chúng. Chính quyền Nga và Iran dường như đã không coi trọng những cảnh báo công khai và chi tiết hơn của Mỹ về âm mưu tấn công của ISISK hoặc bị phân tâm bởi những thách thức an ninh khác. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Andrea Watson cho biết, đầu tháng 3 chính phủ Mỹ đã chia sẻ thông tin với Nga về một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch ở Moscow. Chúng tôi cũng đã đưa ra lời khuyên công khai cho người Mỹ ở Nga vào ngày 7 tháng 3. ISISK hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc tấn công này, không hề có sự liên quan nào của Ukraine. Hôm 24 tháng 3, các chuyên gia chống khủng bố bày tỏ lo ngại rằng các cuộc tấn công ở Moscow và Iran có thể tạo động lực cho ISISK tăng cường nỗ lực tấn công ở châu Âu, đặc biệt là ở Pháp, Bỉ, Anh và các quốc gia khác. Một sự kiện lớn trong mùa hè này khiến nhiều quan chức chống khủng bố lo lắng. Cựu quan chức chống khủng bố hàng đầu của Liên Hợp Quốc, hiện là cố vấn cấp cao cho dự án chống chủ nghĩa cực đoan, Edmund Fitton Brown cho biết, tôi lo lắng về Thế vận hội Paris, đó sẽ là mục tiêu khủng bố cấp cao. Đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov mới đây khẳng định rằng
Moscow sẽ không chạy theo Mỹ nếu quốc gia này không sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực an ninh. Ông Antonov nói, nói một cách đơn giản, đây là sự lựa chọn của Mỹ. Nếu người Mỹ không muốn hợp tác với Nga, chúng tôi sẽ không đuổi theo họ, như tôi đã nói. Tuy nhiên, đại sứ Nga tại Washington cũng nhấn mạnh sự cần thiết trong việc giải quyết vấn đề khủng bố cần thông qua nỗ lực chung. Ông Antonov cho hay, trong tình hình hiện tại, chúng tôi sẽ làm việc với các quốc gia đồng minh, tức là hơn một nửa thế giới, bao gồm cả những người bạn của chúng tôi từ Cộng đồng các quốc gia độc lập, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO và BRICS. Nga sẽ không chạy theo người Mỹ và sẽ tự mình nỗ lực để triệt hạ tận gốc rễ chủ nghĩa khủng bố như họ đã làm trong suốt thời gian qua. Trước đó, hôm 22 tháng 3, một vụ tấn công xảy ra tại khu phức hợp Krokus City Hall nằm ở Krasnogorsk, thành phố thuộc vùng Moscow, Moscow Region. Trong khu phức hợp có nhà hát, trung tâm thương mại, trung tâm triển lãm, giải trí và địa điểm tổ chức đám cưới. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, dữ liệu sơ bộ cho thấy một cánh cửa được chuẩn bị sẵn từ Ukraine để nhóm này vượt qua biên giới. Tuy nhiên, Ukraine kiên quyết bác bỏ mọi sự liên quan tới vụ khủng bố. Ngay sau đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã bác cáo buộc của ông Putin và cho biết Mỹ không có chứng cứ về vai trò của Ukraine trong vụ việc. Theo bà Harris, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS chịu trách nhiệm về những gì đã diễn ra. Trong một diễn biến khác, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Mỹ lên án mạnh mẽ vụ tấn công ở Moscow và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và những người bị thương. Hiện tại, 4 nghi phạm liên quan trực tiếp vụ tấn công nhà hát Krokus City Hall đã bị đưa ra trình diện tại tòa án ngày 24 tháng 3. Các đối tượng này đối mặt các cáo buộc liên quan đến khủng bố và sẽ lĩnh án chung thân nếu bị kết tội.